bốn trí tuệ xử thế của người xưa, rất đáng để hậu thế suy ngẫm. Thái Can Đàm, những lời chia sẻ quý báu của người xưa, mở ra một kho tàng vô song về sự tu dưỡng, làm người và cách đối nhân xử thế. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một kỳ chân bảo huấn từ xưa để lại cho hậu thế, như một nguồn lợi quý giá để suy ngẫm và rút ra bài học cho chính cuộc sống của chúng ta ngày nay. Cuốn sách này là một bức tranh tinh tế về trí tuệ cao thâm của những tâm hồn sáng tạo trong quá khứ. Trong số vô vàn những lời khuyên và trải nghiệm, nổi bật là bốn trí tuệ đặc biệt, những chìa khóa mở cánh cửa cho một cuộc sống ý nghĩa và sâu sắc. Trong đó có bốn trí tuệ lớn trong việc đối nhân xử thế, rất đáng để chúng ta ngẫm nghĩ. 1. Giữ nết thật thà, chất phác, hành trình tìm kiếm tâm nguyện ban đầu. Người xưa đã từng nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, với niềm tin rằng con người, khi mới bắt đầu hành trình qua sự sống, thường giữ được tính tốt đẹp và sự thuần khiết. Tuy nhiên, như một cuộc phiêu lưu xuyên qua những góc khuất của cuộc đời, tâm cơ con người cũng trở nên phức tạp và nhạy cảm hơn. Hành trình của chúng ta trải qua những biến động của xã hội và thế giới không ngừng, nhưng giữ cho tâm nguyện lúc đầu không bao giờ là điều dễ dàng. Đó là lúc chúng ta cần nhớ về nguồn gốc của mình và học cách giữ cho tâm hồn luôn trong trẻo, thanh khiết như một giọt sương sớm. Với niềm tin sâu sắc, việc không quên tâm nguyện lúc đầu không chỉ là một hành động, mà là một hành trình học cách khiêm nhường và không khoe mẽ bản thân. Đó là việc hiểu rõ rằng, trong sự phức tạp của cuộc sống, sự khiêm nhường và lòng trắc ẩn là những đức tính quan trọng giữ cho chúng ta không bị lạc lõng giữa bồn bể thế giới. Người thiện lương không bị tổn thương hay sát hại, bởi vì tinh thần trong trắng của họ là nguồn sáng vô hình, là đại diện cho những giá trị không thể mua bằng đồng tiền hay quyền lực. Ngược lại, người khoe khoang, kiêu căng chỉ tạo ra sự đố kỵ và hiểu lầm trong xã hội. Cuộc sống không phải là cuộc đua đua, cũng không phải là sân khấu của sự thận trọng vô tận. Không phải lúc nào chúng ta cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, cũng không phải mọi quyết định đều cần sự thận trọng đến mức chịu oan ức. Trong nhiều trường hợp, việc giữ vững bản tính thật thà, chất phác và thái độ cởi mở của mình là con đường tốt nhất để đi qua mê cung cuộc sống. Một người thật thà, chất phác không phải là người nhìn chung quanh mình nhưng không nhìn vào chính bản thân mình. Họ giống như thỏi vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ giữa bóng tối của thế giới. Nói không qua môi mèo danh lợi, họ tìm thấy niềm an nhiên trong sự chân thành và không màng đến những vấn đề vô nghĩa của xã hội. Nhưng người thật thà, chất phác không chỉ là người tự nhủ với chính mình. Như núi cao không cần phải tự nói lên vị thế của mình và sông sâu không cần phải tự kể về bí mật độ sâu, con người thật thà, chất phác chỉ cần sống và tỏa sáng mà không cần màng đến danh lợi. Họ là đạo diễn tốt đẹp trong bức tranh đẹp nhất của cuộc sống và làm người theo đúng cách là một cảnh giới cực cao. Như vậy, giữ nết thật thà, chất phác không chỉ là một hành trình đạo lý mà còn là một cuộc phiêu lưu trong hành trình tìm kiếm tâm nguyện ban đầu. Nơi mà tâm hồn con người giữ cho mình một không gian thanh khiết giữa những biến động của thế giới. 2. Nghe được lời khó nghe, bài học từ sự chối bỏ và sự phát triển của tâm hồn. Trong hành trình của chúng ta qua cuộc sống, đôi khi không tránh khỏi những lời khó nghe, những sự kiện không như ý. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhìn nhận những thách thức này như là cơ hội để chúng ta mài giũa bản thân và tu tâm dưỡng tính. Một câu ngạn ngữ cho rằng, trung ngôn nghịch nhĩ lợi vu hành, lương dược khổ khẩu lợi vu bệnh. Tóm gọn ý rằng lời nói chân thành và thẳng thắn có thể kích thích hành vi tích cực, tương tự như loại thuốc đắng có thể chữa trị bệnh tật. Sự chân thành có thể đau lòng nhưng lại mang lại lợi ích lâu dài. Lời ngọt ngào thì dễ chịu và ai cũng muốn nghe. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nghe những điều ngọt ngào, hài lòng với mọi thứ, thì đó giống như chìm đắm trong độc dược, một tình trạng nguy hiểm và làm mất đi sự phát triển. Khi đối mặt với những thách thức, những lời phê phán khó chịu, chúng ta cần học cách nhẫn nại và kiên trì. Nó giống như quá trình rèn kim, qua những lần va chạm, bản thân chúng ta trở nên mạnh mẽ và chín chắn hơn. Ngay cả khi gặp thuận lợi, chúng ta cũng cần giữ cho tâm trí tỉnh táo, không mất đi ý định và mục tiêu ban đầu. Thực tế, làm người không nên che đậy lỗi lầm và sợ hãi trước phê bình. Việc nghe những lời khó nghe cũng như bước chân vào một thế giới mới, nơi chúng ta có thể học hỏi từ những trải nghiệm đau đớn và cả những góc tối của bản thân. Đối mặt với khuyết điểm của bản thân, dù là trong tình cảnh khó khăn nhất, quan trọng nhất là giữ cho tâm hồn bình thản, không để ý đến những thách thức và thất bại. Điều này không chỉ là sự vững vàng, mà còn là biểu hiện của sự mạnh mẽ và sáng tạo trong mỗi con người.
Nghe được lời khó nghe không chỉ là biện pháp để vượt qua khó khăn, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa cho một hành trình dài hơi và xa xôi hơn. 3. Biết tiến biết thoái, nghệ thuật lựa chọn và đối mặt với cuộc đời. Có một tâm ngôn truyền thống nói rằng, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Mặc dù cuộc sống có nghìn vạn lối đi, nhưng thực tế không phải ai cũng có khả năng bước trên mọi con đường một cách tùy ý. Điều quan trọng là phải cẩn thận, tránh sai một ly, đi ngàn dặm, để không phải gánh chịu hậu quả của sự lựa chọn không cân nhắc. Khi quyết định chọn con đường, chúng ta cần phải làm điều đó một cách cân nhắc và kỹ lưỡng. Một khi đã chọn lựa, bất kỳ con đường nào, dù bằng phẳng hay đầy nhấp nhô, chúng ta đều phải đối mặt với nó một cách ung dung và linh hoạt. Ở trong những thời kỳ thuận lợi, như Xuân Phong đắc ý, chúng ta càng cần phải giữ cho tâm hồn mình bình tĩnh và kiểm soát được cảm xúc. Điều này giống như việc giữ vững khi lái xe trên con đường phẳng lặng. Ngược lại, khi gặp khó khăn và thách thức, chúng ta phải dốc lòng hăng hái và kiên trì, như những chuyến đi giữa những đoạn đường gập ghềnh. Khi đối mặt với vinh nhục và thất bại, chúng ta cần phải học cách rộng lượng và ung dung. Sự rộng lượng không chỉ là biểu hiện của sự cao quý, mà còn là chìa khóa mở ra sự bình lặng trong cuộc sống. Việc chấp nhận thất bại và mất mát mà không giữ lại sự oan trái giúp tâm hồn trở nên thanh lọc và có thể đối mặt với thử thách tiếp theo với tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Như vậy, biết tiến biết thoái không chỉ là một phương châm sống mà còn là một nghệ thuật của sự lựa chọn khôn ngoan và sự linh hoạt trong mọi tình huống cuộc sống. 4. Tận hưởng sự tự tại, nghệ thuật sống tự do và bình yên. Sự tự tại như một cái thuyền không dây chói, trôi nhẹ nhàng trên những con sóng cuộc đời, tạo nên một nội tâm giống như cây cỏ đã hóa cho bụi. Không quan tâm đến những thăng trầm của thành công hay thất bại, và đặc biệt không để ý đến những lời khen chê của đám đông xô bồ. Cuộc sống hiện đại, với những thách thức về danh lợi và vinh quang, là một cuộc hành trình đầy khó khăn. Điều khó khăn nhất chính là vượt qua bóng đen của danh lợi và đau đớn của vinh nhục được mất. Nếu tâm hồn một người đánh mất sự tự do trong việc coi trọng danh lợi và cảm giác mất mát, họ sẽ luôn mang theo gánh nặng của sự thất vọng và không mãn, như một lá cỏ rơi vào bùn lầy của cuộc đời. Cuộc sống tự do như việc sống giữa bầu trời cao biển rộng. Có nhiều điều chúng ta không thể kiểm soát, nhưng đồng thời, có nhiều thứ chúng ta không thể thay đổi, như thanh gỗ lập lờ trôi theo sóng nước. Nhưng ngay cả giữa sự bất đắc dĩ, lòng vững tâm của chúng ta là chìa khóa mở cánh cửa hướng về hướng mà cuộc đời muốn dẫn dắt chúng ta. Làm người, chúng ta cần biết cân bằng địa vị của mình giữa thế giới đầy thách thức. Đừng cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình, hãy để cuộc sống dạy chúng ta sự nhẫn nại và sự biết ơn. Phong thái cuộc sống sẽ trở nên ngày càng thoải mái và sẵn lòng đón nhận niềm vui từ những điều giản dị. Vạn sự tùy duyên, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Đó không chỉ là một thái độ, mà còn là sự tự tu dưỡng tâm hồn để đạt được sự an nhàn và tự tại trong trí óc. Hãy tận hưởng cuộc hành trình này, nơi mỗi bước chân là một trải nghiệm và mỗi thất bại là một bài học quý giá.